Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Panasonic Việt Nam đã tổ chức lễ trao học bổng Panasonic năm 2021 cho 15 sinh viên công nghệ thông tin, kỹ thuật xuất sắc đến từ nhiều trường đại học chính quy trên cả nước. Chương trình hỗ trợ tài chính cho mỗi sinh viên một suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho một năm học. Đó là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên với thành tích học tập xuất sắc và có khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai. Ngoài ra, các sinh viên này cũng sẽ được thực tập và tiếp cận công nghệ mới tại các công ty thuộc Panasonic Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc phát triển nhân tài cho Việt Nam, đặc biệt tập trung vào thế hệ tương lai của đất nước, để góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Đó là động lực để chúng tôi quyết định thực hiện chương trình học bổng Panasonic kể từ năm 2004 tới nay như một hoạt động thường niên nhằm hiện thực hóa tầm nhìn nói trên. Panasonic cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình đào tạo trực tuyến để giúp sinh viên phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian hay chia sẻ những ý tưởng công nghệ mới và cách thức để hiện thực hóa các ý tưởng đó. Sau 18 năm thực hiện, tổng giá trị học bổng Panasonic đã trao cho các sinh viên khối ngành công nghệ kỹ thuật của Việt Nam là hơn 53 tỷ đồng.